nằm nghiêng nhưng mà tia đi ngang. Đấy, thường nghiêng trái. Đấy. Tuy nhiên khi bệnh nhân đứng được rồi, cải thiện tình hình thì người ta phải cho bệnh nhân chụp đứng. Khi bệnh nhân mà có tiến triển thì ta phải cho bệnh nhân chụp đứng. Cái chụp đứng nó có nhiều giá trị hơn. Vì sao thế? Bởi vì cái vòng hoành này là cái vị trí để hơi tất cả cái tổn thương nó nằm lên. Đây là cái phim chụp của khu chuẩn bị, anh chị thấy thì cái phim đạt tiêu chuẩn là người ta, tôi đã nói rồi là phải lấy được hai vòng hoành và phải lấy được cả tiểu khung, không bị hụt bên nào cả. Đấy, đây, ví dụ như phim này là phim đạt tiêu chuẩn, đúng không ạ? Rất đẹp, đúng không? Phía trên lấy được hai vòng hoành, phía dưới lấy được cả cái vùng tiểu khung này, đúng không ạ? Cái cường độ tia thì cái phim chụp ổ bụng không chuẩn bị thì cái cường độ tia nó thấp hơn so với cái phim chụp hẹp tiết niệu. Cái phim chụp hẹp tiết niệu thì người ta lại chụp khác. Cái bài hẹp tiết niệu của thầy sẽ giảng sau. Chụp hẹp tiết niệu thì người ta sẽ phải tăng kinovol lên. Đấy. Thứ hai là người ta lại cho bệnh nhân chụp nằm. Và lưng áp sát vào phim. Đấy. Chụp nằm. Vì sao thế? Vì cái hẹp tiết niệu ấy không chuẩn bị thì người ta cũng không quan tâm gì đến cái chuyện có hơi niềm hơi dưới vòng hoành hay là cái tổn thương của bụng ngoại khoa hay không, mà người ta chỉ quan tâm đến cái sỏi cản quang. Đấy, nên là người ta cho bệnh nhân chụp nằm được. Đấy, không cần phải chụp đứng. Cường độ nó cao hơn bởi vì là người ta để đánh giá, người ta thổi bay được những cái mờ của tạng, mà người ta chỉ thấy những cái nốt cản quang của sỏi thôi. Đấy, và các cái xương cuộc sống có thể nhìn thấy những cái ranh giới giữa các cái tạng trong bụng, nhưng mà nó cũng là cái mức độ, cái lúc đấy là cái độ tương phản là tốt nhất, người ta sẽ cho kinovol nó cao lên một chút. Thế sau này anh chị học sâu rồi thì nói lại với anh chị sẽ thấy bệnh chụp ổ bụng không chuẩn bị, phim chụp ổ bụng không chuẩn bị thì chủ yếu phát hiện được những cái bệnh ngoại khoa như là thủng tạng rỗng và tắc ruột. Đấy là các cái bệnh chính. Đấy. Thủng tạng rỗng thì nó có cái triệu chứng gì? Thủng tạng rỗng thì bao giờ anh chị biết là gì? Thủng tạng rỗng là cái ống tiêu hóa, cái tạng rỗng ở trong ổ bụng đấy nó có bị nó bị thủng, và cái hơi ở trong cái ống đó, ống tiêu hóa đó, nó bị dò ra ngoài, và nó tức là nó dò vào cái khoang phúc mạc đó. Đấy, hoặc là khoang sau phúc mạc tùy vị trí, nhưng mà nó dò ra ngoài, nó không nằm trong lòng ống nữa, và khi đó nó có dấu hiệu niềm hơi. Đấy, niềm hơi hay là người ta gọi là hơi tự do, riga, hơi tự do trong ổ bụng. Đấy. Chứ bình thường trong cái ống, cái hơi ở trong, bao giờ ống tiêu hóa mình cũng có hơi, nhưng mà nếu mà cái thành nó liên tục thì nó sẽ không bao giờ có hơi tự do, nhưng mà khi mà nó bị thủng thì nó sẽ có hơi tự do. Thế hơi tự do ở trên phim ổ bụng không chuẩn bị tư thế đứng này thì chúng ta sẽ thấy là gì, 90% trường hợp thủng tạng rỗng có cái niềm hơi này. Đây là cái niềm hơi, đây là niềm hơi dưới vòng hoành. Cái niềm hơi dưới vòng hoành là cái hình như thế nào thì đó là cái hình sáng trên phim, người ta sẽ mô tả đấy là cái hình sáng nằm sát vòng hoành. Đấy, và nó nằm ở, anh chị tưởng tượng là giữa vòng hoành và gan hay là giữa vòng hoành và dạ dày, nó có một cái khe, đúng không ạ? Nó có một cái khe, và khi cái hơi thì nó nhẹ nhất, khi mà nó thủng ra, nó thoát ra thì nó sẽ lên ở cái vùng cao nhất, nó giới hạn bên trên là cái vòng hoành. Đấy. Đấy, thì cái hơi nó nằm ở cái vị trí sát vòng hoành này, đó, hơi nằm sát vòng hoành, tương tự như thế đây. Đấy. Thế thì hình hơi này nó có đặc điểm gì? Hình hơi thì nó nằm ở cái khe đó, nên nó sẽ phải nằm theo đúc khuôn theo cái khe đó, đúng không ạ? Khi mà cái lượng hơi này càng nhỏ quá thì anh chị sẽ nhiều lúc nó ít quá, nó chỉ là một giọt hơi thôi, và những trường hợp như thế thì có thể ít quang bỏ sót, thì người ta có thể có cái phương tiện, đó là cái chụp các lớp vi tính, và người ta để một cửa sổ hơi ấy, cửa sổ để giữa phân biệt giữa hơi và mỡ, người ta gọi là cửa sổ để tìm khí tự do. Sau này anh chị sẽ
sẽ có. Thì người ta sẽ có cái khái niệm đấy sau khi anh chị học các lớp vi tính. Thì người ta sẽ thấy là có cả trường hợp mà nó chỉ có một giọt khí thôi, là nhỏ, một cái bóng khí nhỏ nằm ở phía trước ga, hay nằm ở vị trí nào gần cái chỗ mà cái chỗ tiêu hóa bị thủng đó. Nên người ta vẫn chẩn đoán là thủng tạng nhũng và phải mổ. Những trường hợp chẩn đoán có hơi tự do, chưa can thiệp gì thì người ta sẽ phải mổ ngay, vì đó là cái cấp cứu ngoại khoa, thủng tạng nhũng phải mổ, đúng không ạ? Thế cái niềm hơi này, khi mà có niềm hơi thì bắt buộc phải mổ, nhưng mà khi không có niềm hơi trên X quang thì cũng không được phép là gì ạ, chẩn đoán, tức là loại trừ thủng tạng nhũng, mà chúng ta vẫn phải đặt ra nghi ngờ và phải đưa ra các cái phương tiện khác để phối hợp vào, ví dụ các lớp vi tính hay có cái dấu hiệu mà chúng tôi hay, đặc biệt là tôi hay là một số bác sĩ có thể tìm thấy, đó là cái dấu hiệu hơi trên siêu âm, hơi tự do trên siêu âm. Cái đấy thì nhiều người người ta không tìm được, bởi vì cái làm những cái đấy nó phải rất là tỉ mỉ. Tỉ mỉ, thứ hai là phải có kinh nghiệm một chút. Thì nó có cái dấu hiệu vén màng. Trên siêu âm người ta gọi là dấu hiệu vén màng, thì nó sẽ nhìn thấy cái điểm niềm hơi, niềm hơi à, cái hơi tự do ở trong bụng. Đấy, siêu âm và các lớp vi tính có thể bổ sung những trường hợp mà chúng ta liên quan rồi không thấy, đúng không ạ? Thế cái dấu hiệu niềm hơi này phải phân biệt với cái gì? Khi có niềm hơi rất là quan trọng như thế, nhưng mà không có niềm hơi thì chúng ta cũng không được loại trừ, mà có thì phải mổ. Thế những trường hợp mà anh chị chẩn đoán người ta là có nhưng mà thực tế là nó lại không phải, thế là phải chẩn đoán phân biệt, đúng không ạ? Phân biệt với những cái gì? Phân biệt ví dụ nếu bên phải này thì người ta phải phân biệt với một cái hội chứng Chilaiditi, hay là người ta gọi là cái bệnh ở những người già, thường gặp những người già, có nghĩa là cái bóng của đại tràng, khung đại tràng của góc gan ấy, nó ở những người già mà cái cơ hoành, cái dây chằng treo gan nó yếu, anh chị hiểu không ạ? Cái đại tràng góc gan chui lách ở giữa gan và cái hoành, đúng không ạ? Đấy, thì nó sẽ có cái hình hơi ở cái vị trí này. Bình thường là cái gan nó nằm ở bên trên này, đúng không ạ? Và cái đại tràng ở dưới, đúng không? Thì cái bóng và hơi đại tràng ở góc gan này thì nó phải nằm ở dưới gan và cách xa cái vòng hoành này. Nhưng trường hợp là nó bị kẹt ấy, hội chứng Chilaiditi có nghĩa là nó kẹt vào đây. Đấy, thì anh chị cũng thấy cái hơi nó nằm ở đây. Đấy, khi đó thì chúng ta phải phân biệt vào dựa vào cái gì? Thì cái niềm hơi tôi nói là gì? Phải là cái hình bích khuôn, và nó phải có hình liềm, tức là hai cái góc này nó nhọn dần, nó giống như kiểu cái hình hình thấu kính ở một mặt nồi một lõm, và cái cạnh nó phải nhọn, cái góc phải nhọn, nó phải nên là cái hình nó khuôn như vậy. Tuy nhiên cái hơi của đại tràng thì anh chị thấy là nó đại tràng nó chưa rồi đấy, nhưng mà vì nó là các cái ống tiêu hóa, các cái quai ruột, nên nó có sự có các cái rãnh đại tràng, đúng không ạ? Nó có rãnh đại tràng. Thứ hai nó có cái gì ạ? Nó có cái ống tiêu hóa nó bịt lại như thế, thì nó sẽ hơi nó phải nằm ở trong cái lọc của cái ống đó, nó không thể tự do nằm ở cái khe giữa gan và hoàn toàn được, nên là cái hình của nó không phải là cái hình thấu kính mà mặt nó mặt hồi được, đúng không ạ? Đấy là cái dấu hiệu để phân biệt. Cái thứ hai ở bên trái thì trong trường hợp như thế này, nếu mà nhìn không kỹ thì anh chị sẽ thấy là bảo cái này nó không có niềm hơi. Vì sao? Chúng ta sẽ nhầm với lại cái hơi của dạ dày và cái hơi của đại tràng. Cái hơi của, như tôi nói là gì? Giữa cái khe, giữa gan và dạ dày bao giờ nó cũng có cái hình một cái góc nhọn, đúng không? Nó là một cái vòm như thế này. Cái dạ dày như thế này thì bao giờ nó cũng có một cái hình góc nhọn như thế, mà nó nằm sát vòng hoành như thế. Nhưng mà nếu mà hơi dạ dày thì anh chị biết là gì? Dạ dày nó hình gì ạ? Nó hình cũng vòng xuống và hình chữ Z, hoặc là hình chữ Z, hoặc là hình cái bít tất cũng được. Thì cái chỗ phình vị lớn ấy nó tạo thành một cái hình đáy, và nó có hình mức gì ạ? Mức dịch, mức khí. Nếu mà có hơi trong đó thì có mức dịch, mức khí nằm ở vị trí này, và nó cách cái thành dạ dày ấy, và cái hơi của dạ dày này, nó cách khoảng 1-1.5 cm. Đấy. Còn cái hơi của cái khí tự do thì nó nằm ngay sát cái vòng hoành này, ngay sát luôn. Thứ hai là nó cũng tạo thành một góc nhọn như thế.
và cái hơi dạ dày thì nó lại tạo thành một cái hình hơi mất nước ở đây. Đó. Thứ hai là một cái, thứ ba ở cái góc này chúng ta phải phân biệt đấy là cái góc của cái hơi của đại tràng góc lách. Thì đại tràng góc lách tương tự như đại tràng góc gan thì nó phải tạo thành một cái ống như này. Đúng không ạ? Đây là hơi đại tràng chứ không phải hơi tự do mà nó như thế này được. Hơi tự do nó phải tạo thành một cái hình giống như thế này. Đúng không ạ? Nói rất là khó nhưng mà anh chị có thể tưởng tượng là nó giống như cái hình này. Đấy. Khi mà nó nhiều nó ít thì nó cũng đều như thế. Đúng không? Có những trường hợp lượng hơi nó ít thì anh chị thấy là nó chỉ giống trên CT thì nó thành một cái bóng khí, nhưng mà trên X-quang thì anh chị sẽ thấy nó là một cái vệt mỏng như sợi tóc. Đấy, nên là rất là khó những trường hợp như thế. Vì sao nó bỏ sót? Vì những cái trường hợp nó khó như thế. Đây là trường hợp mà hơi mà nó nằm ở trong phúc mạc và nó di chuyển thoải mái để nó lên được đến đây. Đấy, có những trường hợp thủng tạng rỗng mà cái không có hơi ở đây, nó có một số. Đấy là những cái trường hợp đặc biệt thì sau này các em học sâu các em sẽ